Rồi, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Rồi, tiếp tục mời các bạn cùng xem máy xúc PC300 và máy gạt Komatsu D65 làm việc ở trong nhà máy nhé các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi video. Đấy, máy xúc đang tiến hành đào đất lên để sản xuất gạch các bạn. D65 đang đẩy đất lên nhá. Máy xúc quăng ra với gạt đẩy lên các bạn ạ. Gầu này hơn một khối các bạn ơi.
quan xem đằng xa máy ủi đang làm kìa. Cầu rất dài, cần rất dài nha các bạn nhé, với tầm quang rất là xa. Cần rất là dài luôn.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo trên kênh Thợ Máy TV nhá.